gọi tên Chúa dây, Chúa đã cho niềm vui mừng sang lên trên khắp cùng thế giới. Xin nhận lời thánh mẫu người nguyện chúc cầu thay mà dẫn đưa chúng con đến niềm vui bất tận của cuộc sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người là đấng hằng sống và yên trị của Chúa, hiện đến với muôn thánh thần để muôn thờ muôn đời. Xin chết công đường công vụ công đường. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ xuống khỏi núi gọi là núi Thánh Dầu mà trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, bằng quãng đường được đi trong ngày Sa-bát. Và khi trở về vào thành, các ông lên lầu Bát, nơi Phê-rô và Gio-an, Gia-cô-bê và An-rê, Phi-líp-pê và Tô-ma, Ba-tô-lê-mê-rô và Mát-thê-rô, Gia-cô-bê con ông An-rê và Phi-môn-ra, Gia-cô-bê và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Chú ngủ, mọi người đều đồng tâm tiên trì cầu nguyện với mấy người phụ nữ và bà Maria mẹ Chúa Giêsu với các anh em người. Đó là lời Chúa. Chúa đã ban
Maria trội dậy vội vã ra đi kiếm lên miền núi đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria thì hãy đi kiền để mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được thầy tràn đối với thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu mới được mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi? Vì này, tay tôi vừa nghe lời bà chào thì hãy đi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà kẻ đã tin rằng lời Chúa phán của bà sẽ được thực hiện. Bà Maria nói: Linh hồn tôi người Thiên Chúa và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đó là lời Thank you.
sống và yên vui muôn đời. Được vương may nhờ niềm tin đâu, người đã thấy trước ngày ngập tràn ánh sáng và sự sống, ngày tư thần vì vi liệt tiêu tan, cả trần gian hương vui mừng. Đó là ngày hội thánh tử vui sức hay, vừa tôn thờ vừa vui mừng, gặp lại Chúa mình đấng trường sinh bất tử. Chính nhờ Chúa phục sinh, ca triều thần thiên quân, muôn đời hoan hỷ trước thiên nhân ngang, tôn thờ cha uy linh cao cả. Xin cho chúng con được cùng với các ngài cất tiếng tung hô đồng thanh chúc tung rằng xin cho linh thánh được bảo vệ thánh cha tôn nhân Chúa.
chúng con lại xin vui thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sung sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trong Năm, Đức Trinh Nữ, các thánh đông đổ và hoàn thi các thánh đã sống đẹp lòng vượt qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được các người và con vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi thánh nhân và thánh quan đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Con lần luôn lưu thi và theo thế những người đây, chúng ta ra mừng rằng
hàng của nhà hàng của mình định đó. Sáng đấy này. Thấy lại. Thank you.